Vâng, trong khi phường Lam Sơn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án, thì dù triển khai giải phóng mặt bằng từ năm 2018, nhưng đến nay dự án xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn 2 vẫn còn 5 hộ chưa nhận tiền đền bù. Vì vậy, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của dự án. Dự án xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn 2 trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2016 với diện tích trên 10 ha. Từ năm 2018 đến nay, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã giải phóng được 93% tổng diện tích với 43 hộ. Còn lại 5 hộ chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân là do các hộ không đồng ý với đơn giá đền bù hoặc không đồng ý giao đất đòi giá cao. Trong khi đó, đây là dự án môi trường an sinh xã hội thuộc diện thu hồi bàn giao, đơn giá đền bù do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Vì vậy, chủ đầu tư không thể thực hiện việc chi trả theo yêu cầu của các hộ bởi sẽ làm ảnh hưởng đến các dự án khác đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Mặc dù xã Đại Đồng đã nhiều lần tổ chức các đoàn đến các gia đình tuyên truyền, vận động giải thích về chủ trương của tỉnh, việc 5 hộ gia đình gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đã làm chậm triển khai dự án, ảnh hưởng đến việc xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp của các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn. Được biết, dự án xử lý chất thải Đại Đồng giai đoạn 2 có công suất 1.400 tấn một ngày đêm, sẽ áp dụng công nghệ xử lý rác hiện đại. Chủ đầu tư phấn đấu sẽ triển khai và đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.